tôi mới được bạn bè giới thiệu và tham gia quỹ mở VCBF từ đầu năm nay. Bản thân tôi thì cũng cảm thấy khá là bất ngờ, tại vì trong vòng có nửa năm thôi nhưng mà cũng đã có lãi suất lên đến 35%. Tôi nghĩ đây là một cơ hội đầu tư rất là tốt. Tôi cũng đã giới thiệu cho bạn bè và người thân của tôi và một số trong số đó cũng đã tham gia cùng với tôi. Hiện tại lợi nhuận của quỹ đã vượt trên kỳ vọng của tôi và khoảng 12% một năm. Quỹ VCBF lại là của ngân hàng Vietcombank nên tôi hoàn toàn tin tưởng. Thủ tục thì rất đơn giản. Tôi điền thông tin theo đường link họ gửi cho tôi. Mở được tài khoản là tôi nhận được quà. Mọi người đều rất vui vẻ. Thời gian gần đây, công tác chăm sóc khách hàng của VCBF tôi cảm thấy là các bạn đang làm rất là tốt. Tôi nghĩ đây là một bước đi rất là thân thiện đối với khách hàng. Rất cảm ơn VCBF.